đó nè, thả tay nè, đây đây nhiều lần ba muốn kiểu như ba nói là muốn kết liễu cuộc đời, tại mình bất lực không có làm gì được nữa. Thưa là lần thứ hai là tôi chữa trị cách đây 2-3 ngày gì tôi quên mất rồi. Hai ngày đó thì tôi cầm gậy tôi đi vô, mà sau khi chữa trị như vậy tôi quăng được cái gậy là tôi mừng quá rồi. Trong 5 năm á thì ba đau đớn rất là nhiều, mà nó nhiều cú sốc trong gia đình á là chịu không có nổi, thì ba bị cũng như là tuyệt vọng luôn rồi. Đó thì bữa nay tôi trở lại làm cái gì để trước khi mà bác sĩ đi thì như là vừa rồi bác sĩ mới vô kéo cổ tôi biết không? Đã đời quá, đã đời bây giờ tự nhiên quá, tôi có thể nói là tôi tự tin đó là kiểu như là chắc là thôi bác sĩ muốn đi đâu đi. Mà hồi xưa con là một đứa con mà ba yêu quý, mà con giỡn chơi với ba rất là nhiều, mà sau này không có dám gần với ba nhiều rồi gì á, tại vì gần ba nhiều hồi ba đau quá, rồi cậu cọ lên hay là mình sợ mình làm cái gì để ba thất vọng. Đi nhanh lẹ, ok, ngon lành ha. Rồi bây giờ vòng đó lại chạy đi cho tao thấy sợ. Wow, hay quá, hay. Tôi không nghĩ là tôi chạy được. Tại vì trước đó là đi bộ không được. Đó tôi đi chống gậy mà tôi đi tôi đau khổ lắm. Nên con muốn tìm thầy cho ba con rất là nhiều. Thì con chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Mà bây giờ tôi quăng gậy được là tôi mừng quá rồi, chứ tôi không hy vọng chạy mà. 70 tuổi mà còn chạy này. Ok. Rồi xin cảm ơn. Khi mà bác sĩ chữa cho ba con thì con thấy tới 99% luôn đó, tại vì ba con giật hết giật rồi mà ba còn chạy như một người thanh niên nữa. Bác sĩ khi bác sĩ biểu ba con thì thả xuống, chạy tới bác sĩ thì ba con thả xuống mà chạy tới ôm bác sĩ đó, thì con cảm ơn, thì con nghĩ là cái ba con mà trở lại bình thường thì không có chuyện đã xảy ra, nhưng mà con thấy đó là bây giờ là thực tế là ba con đã hoàn toàn. Mừng quá. Hốt đi anh em, chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.